Xuân Tú. Pha phối hợp 1-2 giữa Xuân Tú với Ma Hồng Quân. Than Quảng Ninh cần thêm những tình huống phối hợp như vậy. Xuân Tú đẩy bóng cho Ma Hồng Quân, mà Hồng Quân không cần chỉnh lý bóng. Anh đẩy bóng nhẹ bằng lòng trong chân phải để cho Xuân Tú đưa bóng xuống sát với đường biên ngang và căng ngang vào trong. Pha cắt bóng hụt. Đường chuyền của Xuân Hùng, Xuân Tú. Như vậy là ở một trong những tình huống hiếm hoi và từ đầu trận tới giờ trời rất mờ nhạt, nhưng lúc này Xuân Tú sau đường chuyền của Xuân Hùng, Xuân Tú băng vào nhanh như một tia chớp và ngay lập tức anh tung ra một cú dứt điểm làm tung lóc lưới của thủ môn Thế Tài. Đây chính là sự khác biệt của một đội bóng có nhiều năm chơi tại V-League và một đội bóng mới lên chơi tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ở một tình huống đúng là 50-50, cơ hội không rõ ràng, bóng được treo bổng vào trong khu vực 16-50. Xuân Tú như là một cái lò xo nén trong suốt một giờ đồng hồ thi đấu trước đó. Anh hầu như không có một pha bứt tốc độ và không để lại dấu ấn gì, ngoại trừ một tình huống phối hợp cùng với Mạc Hồng Quân ở cuối hiệp 1. Lần này, sau cú khống chế bóng có thể nói là rất tinh tế từ đường chuyền của Xuân Hùng, cú sút nửa này không có một cơ hội nào cho Thế Tài để mà cản phá. Cú sút rất căng ở cự ly cận thành. Chúng ta thấy ở pha bóng vừa rồi, Xuân Hùng cũng đã có một pha treo bóng có điểm rơi có thể nói là rất tinh tế. Đường chuyền của Hồng Quân, Xuân Tú. Bây giờ thì chúng ta chờ xem các cầu thủ Viettel sẽ đáp trả như thế nào, mạnh mẽ hay yếu ớt sau pha ghi bàn vừa rồi của Nghiêm Xuân Tú. Xuân Tú treo bóng cột 2. Chúng ta cùng xem lại. Rõ ràng là Diachenko đã chủ động dùng tay chơi bóng không chỉ một mà hai lần, nhưng anh lại quyết định dứt điểm ở cột 1. Và Thế Tài đã có pha ngả người tốt. Thiếu chút nữa thì Quách Tân đã sửa chữa được sai lầm của mình. Tuy nhiên cú đánh đầu của anh lại đi chệch cột dọc và hơi cao. Và như vậy là trọng tài Nguyên Vũ đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Than Quảng Ninh và Viettel. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Nghiêm Xuân Tú ở phút thứ 59.